Sau những tập phim được phát sóng, khán giả đã hình dung một phần nào về mẹ đẻ của Quy và Linh. Bà mang chất giọng miền Nam và có vẻ như khá ghê gớm. Nhiều lần Linh đã lấy mẹ ra để dọa anh trai và Quy cũng rất nhiều lần cảnh cáo em gái không được mách mẹ chuyện của mình. Tuy nhiên, đến tập phát sóng gần đây, mẹ của Quy chưa xuất hiện. Khán giả cũng nghi mẹ của một người đàn ông giàu có, thành đạt như Quy thì cũng phải một người phụ nữ quyền lực và không phải dạng vừa. Mới đây, chân dung của mẹ chồng tương lai của Ly đã lộ diện trong tập 19 phát sóng ngày 13 tháng 3. Và người đảm nhận vai này chính là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên. Một điều trùng hợp vô cùng thú vị là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên cũng từng đảm nhận vai mẹ của Mạnh Trường khi hai người đóng chung phim Cả một đời ân oán. Trong tập 19, mẹ Quy chưa hề biết chuyện tình cảm giữa con trai và nữ đầu bếp nhà hàng. Bà chỉ nhắc nhở anh về chuyện hợp tác làm ăn với Minh Anh. Mẹ Quy cũng có vẻ như rất quý và ưng cô gái này. Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên đã tiết lộ một số hình ảnh hậu trường của chị trong Đừng Nói Khi Yêu. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên cắt tóc ngắn và ăn vận khá hiện đại, trẻ trung. Phần đoạn xuất hiện của nữ diễn viên khá ngắn nên khán giả cũng chưa thể đoán được sau này bà có phải là người ngăn cản mối tình của Quy Ly hay không. Mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của phim được phát sóng vào 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.